Trong chương trình Thư viện sách nói của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang hôm nay, mời quý vị cùng đón nghe chương 2 trong tiểu thuyết Lều Trõng của nhà văn Ngô Tất Tố qua giọng đọc Bình Tâm. Lại một lần nữa, ruột gan cô Thúy không kìm được sự hồi hộp. Và cái hồi hộp lần này có lẽ còn mạnh hơn mấy lần trước nhiều lắm. Trí nhớ của cô còn in rành rành. Cách đây vừa đúng một năm, bấy giờ cô mới có 19 tuổi, cái đêm sắp sửa thắng quần thắng áo để đi làm người nội trợ cho cậu khóa Trần Đằng Long. Tim cô đã bị một phen rung động. Xong lúc ấy cô chỉ tự thấy bẽn lẽn và cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn những cảnh tượng đầu tiên và những câu nói thứ nhất của mình trong khi bắt đầu giáp mặt người bạn trăm năm. Từ thuở bé đến giờ chưa từng thấy người con gái nào được cái vinh hạnh như mình và chưa được rõ cái quang cảnh ấy ra sao. Cho nên óc cô cứ phải loanh quanh suy tính. Không biết chốc nữa mình sẽ phải ngồi thế nào, phải đứng thế nào và phải ăn nói thế nào cho đúng điệu bộ một bà tiến sĩ. Hỏi mãi cô vẫn không tìm thấy câu trả lời. Trống canh ngoài điếm chợt điểm 3 tiếng muốn báo để cô biết cái giờ lên đường sắp đến nơi rồi. Khều rõ ngọn đèn trên quang, cô vội sổ đầu ra chải, mái tóc mấy lần rẽ đi rẽ lại mà khi ngó vào trong gương, đường ngôi trên trán vẫn chưa được ngay. Cô đừng băn khoăn, muốn sửa thêm cho nó thật chỉnh. Ngoài dạp vừa nổi hồi trống tan trò, cố bà ở ngoài bước vào, dù cô sang phòng bên kia cùng ăn cơm tạm. Theo lời mẹ chồng, cô vội bỏ gương, bỏ lược đi xa. Sau khi điểm tâm bằng một đĩa xôi và hai bát chè, cô lại sang phòng bên này. Bổ cau, têm trầu, giở gói thuốc lá quấn vài chục điếu, rồi cô xếp cả vào cái cháp tròn sơn son. Và thêm vào đó ít cánh hoa hồng hoa huệ. Ngoài dạp, chiêng trống xen nhau thôi thúc hết một hồi thứ nhất. Cố ông cố bà đã gọi cô ra đứng chờ sẵn trên thềm. Bốn chiếc võng đào, đòn cong mui luyện cũng đã trực ở dưới sân. Ra khỏi cổng nhà, chiêng trống lại im, lọng vẫn cụp cờ vẫn cuốn, cả đám lần lần tiến trong bóng cây âm thầm. Nếu không có tiếng nói chuyện rầm rầm và mấy ngọn đèn le lói, có khi nhiều người sẽ ngờ là toán kỳ binh kéo đi đánh úp chỗ nào. Mấy người đàn anh trong bọn dân phu hàng tổng cung kính vái chào hai cố và bà nghè. Hai toán người này liền nhập vào làm một rồi cùng thẳng đường chảy đi. Trên đường đi đã rõ bóng người. Trong bọn dân làng Văn Khoa, một ông vác cờ ngoảnh lại nhìn lũ hàng tổng rồi mỉm cười và nói với người bên cạnh. Thảo nào người ta vẫn bảo chưa đỡ ông nghè đã đe hàng tổng, coi vậy đỗ đến ông nghè cũng có sướng thật, cả tổng đều phải đi rước. Đến ông vác lọng nối lời. Ấy là bây giờ đã giảm hơn xưa nhiều lắm. Hôm qua tôi thấy các cụ nói rằng, ngày xưa, trong đời nhà Lê, nhà Liếc gì đó, mỗi khi có một ông nghè mới đỗ hàng tổng, hàng huyện, đều phải đem cờ, đem quạt đến tận kẻ chợ mà đón. Nhưng từ năm Sa Long nguyên niên mà đi, kẻ chợ rời vào Thuận Hóa, người Bắc tới đó xa quá, các quan sợ làm phiền dân, cho nên chỉ bắt rước từ tỉnh nhà trở về mà thôi. Rồi ông vác tàn nói xen. Phải rồi, tôi cũng nghe nói thuở xưa ông nghè oai lắm. Hễ mà đỗ lên một cái thì là nội những ruộng đất trong tổng, muốn cắm chỗ nào cũng được. Chẳng những cắm đâu dần chịu đấy, mà lại còn được hàng huyện làm cổng, hàng tổng làm nhà cho nữa, thế mới sướng chứ. Và ông cầm cờ bắt lại. Có thế thật đấy, tháng trước khi được tin mừng ở kinh đô báo về, cô nghè có cho gọi tôi vào dọn nhà, cửa, sân vườn. Gần trưa, các cậu học trò về hết, cố ông bảo tôi lên thềm nhà học hầu nước. Lúc ấy tôi thấy cố nói với cụ trưởng họ thế này. Làng ở cạnh đường xứ, chỗ gần sông, trước kia là đất làng Vân. Về sau có ông họ Đinh, cố có nói tên nhưng tôi quên mất. Cả tụi chép miệng ra ý tiếc rẻ. Hoài của nếu như lễ còn đến ngày nay, có lẽ chúng mình cũng được đi theo quan nghè để lập thêm làng Văn Khoa nữa. Câu chuyện đương còn tiếp tục bên đường, chợt có dãy quán bán quà.
Theo lời cố ông ở trên đưa xuống, hàng tổng đều được dừng lại tạm nghỉ. Bước chân ra đi từ đầu canh ba đến giờ, bọn phu hàng tổng chừng đã thấy đói. Họ kéo ô vào khắp các quán, kẻ có tiền ăn quà ăn bánh, kẻ không tiền thì dở cơm nắm ra chấm với muối vừng. Lúc ấy mặt trời đã lên độ hai con sào. Trên đường ngoài khách đi chợ, loáng thoáng có vài bọn đi xem. Bọn phu hàng tổng mỗi người vừa kịp uống một hớp nước, hút một điếu thuốc thì đã được lệnh cử bộ. Vào khoảng nửa buổi thì tới cửa tỉnh, hàng phố lố nhố kéo nhau ra xem. Nhưng quan tổng đốc bây giờ là bậc hiếu học, thấy ông tân khoa Trần Đằng Long trẻ tuổi, linh lợi, ngày càng yêu mến. Theo lệnh ấy, võng lọng cờ quạt cứ việc nghênh ngang tiến vào cửa thành. Làng tổng xúm lại từng tốp, ngồi lê ngồi la ở các bãi cò ngoài đinh, kẻ ăn trầu, người hút thuốc vặt, cờ quạt võng lọng dựa ở bên đường ngổn ngang. Nửa giờ sau, giữa lúc dân phu đang vây quanh chĩnh nước trẻ tươi và chiếc điếu cày, thình lình mấy ông bô lão đều quay vào phía cửa dinh, ai nấy cong lưng vái một vái cực kỳ trịnh trọng. Quan nghè đã đi với cố ông từ trong dinh ra, cả bọn hàng tổng răm rắp đứng lên, ai vào công việc của người ấy. Phủ tấm ban kiên màu đỏ, tất cả 32 người phu cõng nhất tề, đỡ tay vào các đầu đòn để hạ mấy chiếc võng thấp gần mặt đất. Giống những ông nghè bằng giấy mà hàng năm đến rằm tháng 8, người ta vẫn thấy ở cỗ trông trăng quan nghè đi ủng đen, mang xiêm xanh, bận áo thụng lam và đội mũ cánh chuồn, lóng lánh những bông hoa bạc. Sau khi vị tân khoa ấy đã bệ vệ bước chân lên võng và ngồi chống tay vào chiếc gối xếp đặt ở đầu võng, cố ông cố bà lần lượt trèo vào võng mình. Sau rốt đến lượt cô nghè, với hai gò má đỏ bừng như muốn biểu lộ một cái tâm trạng nửa mừng nửa thẹn. Cô này nhìn trộm bộ điệu lên võng của chồng và của cha chồng mẹ chồng. Rồi xe xẽ xách cao hai ống quần lĩnh và rón rén cất cái gót của chiếc Vân Hải. Cô ghé ngồi vào chỗ mép võng để co hai chân lên võng. Mấy chục người nhất tề nâng các đòn võng lên vai và đứng im lặng chờ nghe hiệu lệnh. Đám rước lúc ấy bắt đầu sắp thành hàng ngũ. Đầu quân là lá cờ đỏ có thêu bốn chữ nhất giáp tiến sĩ, rồi đến bốn chiếc lọng vàng nghiêng đầu vào nhau che cho mấy chữ ân tứ vinh quy. Để giữa tấm biển sơn son chung quanh có lớp diềm nhiễu đỏ, rồi đến một chiếc trống đánh đu dưới cây, đòn gỗ bắc dọc trên vai hai người dân phu. Sau võng phấp với năm lá cờ vuông, đủ cả năm sắc xanh, đỏ, vàng, trắng và tím. Đứng đúng như năm cái chấm ở mặt ngũ của con thần lò, năm ông vác cờ đi giày tàu, mặc áo nhiễu điều, đội mũ đuôi én và đều khung tròn hai tay để giữ lấy cây cán cờ cắm trên chiếc cối gỗ đeo ở trước bụng. Bằng tấm áo lụa màu hồng điều và vòng khăn nhiễu màu cánh trà vấn kiểu vành dây, hai người con gái rón rén đi hầu cạnh võng để vác cây quạt lá vả và bưng cái quả sơn son. Cũng như võng của quan nghè, võng của bà nghè cũng được hộ vệ bằng đôi lọng xanh, chỉ kém có cái chóp bạc. Rồi đến võng của cố ông, rồi đến võng của cố bà, rồi đến mấy ông bô lão khúm núm trong những tấm áo tụng màu lam. Với chiếc loa đồng vác vai, Lý Trường Văn Khoa và nhiều chức dịch hàng tổng tung tăng chạy từ đầu nọ đến đầu kia để làm cho hết phận sự những người dẹp đám. Sau ba hồi trống cái gióng nhau với những chiếc chiêng bu bu, tiếp đến một hồi trống khẩu đi đôi với hồi kiểng đồng, đám rước lục tục theo con đường cũ đi ra, đàn sáo kèn nhị nổi lên inh ỏi. Ra khỏi cổng thành độ vài chục bước, ông chủ hiệu trống thình lình thục ba tiếng trống díp nhau để ra hiệu lệnh cho hết mọi người đều phải dừng lại. Rồi thì một tay chống thẳng vào sườn, người giữ hiệu lệnh của đám rước đó khoan thai lùi xuống năm bước và giang hai chân theo hình chữ bát. Ông ấy múa chiếc rủi trống tiến lên năm bước để nện luôn vào mặt trống mấy tiếng tùng tùng. Dứt hồi tùng tùng thứ nhất, bốn cậu bé con cầm bốn lá cờ phất đồng, sau đó quay mình đánh thót vào, cùng chồng mặt vào nhau. Sau hồi tùng tùng thứ hai, cả bấy nhiêu cậu nhất tề múa tít lá cờ trong tay để chạy cho hết chiều ngang của mặt đường cái.
người bên tả xông sang phía hữu, người bên hữu xông sang phía tả, luân hồi tùng tùng thứ ba, các cậu lại đều quay tròn ngọn cờ và răm rắp lui về chỗ cũ. Đến hồi tùng tùng thứ tư, cờ lại múa, bốn cậu lại cùng bước vào giữa đường. Rồi ai nấy đều cúi đầu xuống để phất lá cờ qua mặt và hứ một tiếng thật dài. Thế rồi mỗi một tiếng tùng là một cái phất cờ, và mỗi cái phất cờ lại một tiếng hứ. Vừa đủ bốn lượt tùng hứ, ông thủ hiệu trống dõng dạc điểm thu rồi trống để ra lệnh cho các cậu lùi lại chỗ đứng lúc nãy và quay mặt nhìn lên tiên quân. Chiêng trống lại thủng thẳng đánh từng tiếng một, đám giấc lần lần tiên lên. Đến hết con đường trong tỉnh, mặt trời vừa lên đến thẳng đỉnh đầu. Cả một khu vực mênh mông của bầu trời đều bị nhuộm thành màu vàng chói. Người đi trên đường luôn luôn ngửi thấy mùi khét. Cờ vuông, cờ chéo, hết thảy rũ rượi như lũ ấp mồ. Dân vô làng tổng, ai nấy sắc mặt đỏ gay, mồ hôi thấm ra ngoài áo. Chừng đã khó chịu với sự nóng nực, mấy người đi đâu xẻ xẻ giục nhau bước rào cho chóng đến nhà. Nhưng ông thủ hiệu trống cố muốn kéo cho công việc của mình thêm dài. Chốc chốc lại tiến ngũ bộ, thoái ngũ bộ, giang cánh tay múa rùi, nháy trống để diễn một trận tùng hứ, làm cho cả đám đều phải dừng lại. Trời cứ nắng, chiêng trống cứ tùng tùng, đàn sáo kèn nhị cứ thi nhau xuống chìm lên bổng. Người ta lội bì bõm dưới ruộng lúa, chiêm và leo tót vót trên nhau. Thân đường chật hẹp không đủ chỗ chứa, đằng đầu cũng như đằng cuối, chen chúc những người là người. Cờ quạt võng lọng đều phải ùn lại như một toán quân bị hãm. Lý trưởng Văn Khoa hùng dũng kề loa vào miệng. Bớ hai bên hàng xứ, dẹp ra để quan lớn chảy. Tiếng chảy như bị dính ở miệng loa. Nó đã xoắn lại như vành chôn ốc và kéo dài ra như một sợi thừng. Đít loa ngoáy tròn độ 5-6 vòng, vẫn chưa tuôn cho đi hết dư hướng của nó. Những người đứng gần đều phải chối tai. Cả một góc trời như bị xé toạc. Hàng xứ vẫn đâu đứng đấy, hình như không ai nhúc nhích. Ông Lý của làng quan nghè lại phải trợn mắt vùng mang để bớ hàng xứ lần nữa. Cũng vẫn thế, đường đi cứ bị ngăn cản như thường. Mấy ông tuần phu liền sắn tay áo chạy suốt hai bên dọc đường và sẵn roi mây trong tay, họ vụt túi bụi một lượt. Đám đông tức thì dồn dập như một lớp sóng. Người nọ xô người kia cố cướp lấy đường mà chạy. Bà già trẻ con ngã sấp ngã ngửa ở các bờ ruộng. Mặt trời chênh chách về tây. Đường về đã hết chừng 2/3, vòng trời thỉnh thoảng điếm có bóng râm, ánh nắng dần dần êm dịu. Tiếp đó, một trận gió nồm từ dưới đồng chiêm nhẹ nhàng đưa lên, cả đám đều tỉnh người ra. Những con rồng phượng trong các cờ quạt hết thảy lồng lộng múa nhảy như muốn theo tiếng đàn sáo cùng bay tít lên mây xanh. Ô kìa ông nghe, ô kìa bà nghe. Tiếng reo giật giọng thình lình bật lên giữa hội chiến trống vang lừng. Trăm nghìn con mắt đổ dồn vào đám lọng xanh đi trước. Trước sự chỉ trỏ của hàng xứ, cô nghè vẫn ra vẻ e lệ sượng sùng. Tuy trong bụng cô đã cảm thấy vinh dự cực điểm. Hai gối xếp tè he đã mỏi, nhiều lúc đã thấy chuột bó. Nhưng cô không dám duỗi ra, e rằng duỗi dài hai chân không phải bộ điệu của người sang trọng. Cái bụng dưới nhịn đái lâu quá nó đã phát tức anh ách. Mấy lần cô toan bảo phu hạ võng để mình đi, nhưng rồi cô đều phải thôi, bởi vì cô không biết rằng bà nghè theo chồng vinh quy có thể xuống võng đi được không. Và cô lại còn sợ rằng trong đám người xem đông nghịt thế này thì đi vào đâu? Không lẽ việc ấy cũng bắt hàng tổng dẹp chỗ? Bóng xế chiều, nắng nhạt dần, trên đường đã thấy hơi mát, người đi xem lại càng đông thêm. Đoàn võng lọng của hai vợ chồng ông nghè vừa qua một quãng ngã tư thì ở cạnh đường bỗng có tiếng kêu chu chéo. Chị làm sao thế chị Ngọc? Chị làm sao thế? Ôi trời ơi, các ông các bà ơi, cứu chị tôi với! Chị tôi làm sao thế này? Tiếng kêu cấp bách phát ra một cách thình lình, làm cho chiêng trống đàn sáo tự nhiên im bặt. Cả người đi rước lẫn người đi xem tự nhiên đứng lại. Một người con gái chàng 20 tuổi đương nằm sõng sượt trên bãi cỏ. Đầu tóc rũ rượi, hai mắt nhắm nghiền, bọt mép đùn ra trắng xóa. Và một người nữa, cũng con gái, tuổi chừng 15, 16 trở về, đứng ôm lấy đầu người này,
vừa lay vừa kêu. Những người ở gần cuống quýt súng lại cấp cứu. Mấy bà già vâm véo giục nhau. Lấy nước đái xoa vào mặt và đổ vào miệng cô gái. Cô gái vẫn bất tính nhân sự tiếng gọi chị và kêu cứu của người em gái mỗi lúc thêm luống cuống. Riêng có quan nghề xem chừng cũng thấy cảm động, ngài gọi lý trưởng văn khoa đến cạnh. Có phải cô Ngọc vẫn bán giấy bút ở chợ Kim Bảng không? Lý trưởng lễ phép. Bẩm phải ạ. Quan nghề chỉ tay ra nẻo cây đa cạnh đường mà bảo. Thầy chạy đến bảo mấy mụ đàn bà làm phúc cùng với cô ấy vào chỗ mát kia. Ai lại để cho người ta nằm phơi dưới nắng như vậy? Tội nghiệp. Chống lại thúc, chiêng lại khua, dàn sáo lại đua nhau réo rắt. Đám rước lần lần tiến về đường làng Văn Khoa. Con đường đã được cả làng trau chuốt từ sáng hôm qua và đã nằm chờ quan nghè một đêm và một ngày trời. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung chương 2 trong tập truyện Lều Trõng của tác giả Ngô Tất Tố. Quý vị và các bạn yêu thích truyện, xin truy cập vào kênh YouTube Thư viện Sách Nói thành phố Bắc Giang. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.